Tối ngày 17 tháng 9, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ vợ dùng hung khí đâm chết chồng xảy ra ở căn hộ chung cư trên địa bàn. Trước đó, trưa cùng ngày, Công an nhận tin báo về việc xảy ra vụ án mạng ở chung cư City Garden ở đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là người đàn ông 35 tuổi, chủ căn hộ chung cư trên. Người này tử vong do bị đâm bằng vật nhọn nghi là dao. Người dân cho biết, người đàn ông tử vong và vợ là bà H, 33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, sinh sống trong căn hộ trên nhiều năm nay và thường phát sinh mâu thuẫn. Trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng cự cãi từ căn hộ trên. Ít phút sau, nhận được tin báo, bảo vệ cùng lực lượng chức năng lên căn hộ đưa chồng bà H bị thương ở phần bụng đi cấp cứu. Bước đầu bà H khai do mâu thuẫn tình cảm với chồng nên cự cãi, sau đó đã dùng hung khí đâm chồng.